Chào mừng các bạn quay trở lại với bản tin dự báo giá vàng và Bitcoin của báo Sài Gòn Giải Phóng Đầu Tư Tài Chính tuần này. Tâm lý bi quan bao trùm vàng và Bitcoin trong tuần này. Các chuyên gia phố Wall tiếp tục dự báo kém tươi sáng đối với hai loại tài sản này sau tuần giao dịch đáng thất vọng. Khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy chuyên gia trong ngành bi quan về triển vọng ngắn hạn của vàng. Darren Newsom dự báo giá vàng sẽ giảm nhẹ vào tuần này do tác động từ cuộc họp của FOMC. Philip Sabin, trưởng phòng chiến lược tại Blue Liner Future, tỏ ra bi quan về kim loại quý này. Tuy nhiên, ông tin rằng chu kỳ nới lỏng lãi suất sẽ đẩy giá vàng tăng cao trở lại trong tương lai. Adrian Jay từ Adrian Jay Asset Management dự đoán giá vàng sẽ tăng. Ông nhận định rằng tăng trưởng việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến sẽ thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất, đẩy giá vàng lên cao. Tuy nhiên, kỳ vọng về một đợt cắt giảm lớn có thể quá cao và thị trường có thể thất vọng. Tất cả sẽ phụ thuộc vào bình luận của Chủ tịch Jerome Powell và các yếu tố khác trong cuộc họp. Tuần này, 14 nhà phân tích tham gia khảo sát vàng của Kitco News. Kết quả cho thấy chỉ 29% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng, trong khi 50% tin rằng sẽ giảm và 21% còn lại dự đoán giá tiếp tục giảm. Mark Chandler từ Banokun Global Forex cho biết giá vàng đã phục hồi sau đợt giảm giá kéo dài. Tuy nhiên, ông không tin rằng giá vàng đã sẵn sàng để tăng cao hơn nữa. Sinlux từ Wall Trading cho biết có rất ít thông tin mới trong báo cáo việc làm. Ông cho rằng vàng vẫn tiếp tục tỏa sáng nhưng có thể gặp một số sự lo lắng theo mùa. Peter Brand, nhà kinh tế học và tác giả, vừa đưa ra phân tích mới về giá Bitcoin. Ông kỳ vọng giá Bitcoin sẽ kiểm tra mức 46.000 đô la Mỹ, làm ngưỡng giới hạn dưới. Với 50 năm kinh nghiệm, Brand nhận định biểu đồ Bitcoin đang xuất hiện mô hình tam giác mở rộng ngược. Ông dự đoán giá Bitcoin có khả năng giảm xuống 46.000 đô la Mỹ. Brand tin rằng mô hình tam giác mở rộng ngược cho thấy áp lực bán đang gia tăng. Dự báo giá Bitcoin có thể kiểm tra mức 46.000 đô la Mỹ là giới hạn dưới của mô hình. Nếu Bitcoin thử nghiệm mức giới hạn dưới, giá có thể giảm xuống khoảng 46.000 đô la Mỹ. Thị trường tăng giá cần có một đợt đẩy mạnh lên mức ATH mới để quay trở lại. Các nhà phân tích của Citi cho biết nhu cầu đối với tài sản kỹ thuật số đã suy yếu. Điều này khiến tiền điện tử có hiệu suất kém hơn so với các tài sản rủi ro khác. Theo nhóm phân tích do David Glass dẫn đầu, các quỹ ETP của Bitcoin và Ethereum đều đang bị rút vốn. Điều này cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư đang giảm. Nhà phân tích ẩn danh Red Capital trên YouTube chia sẻ rằng Bitcoin thường tuân theo chu kỳ 4 năm dựa trên sự kiện Halving. Trong mỗi chu kỳ, Bitcoin phải đối mặt với một mức kháng cự 3 năm. Red Capital chỉ ra khả năng Bitcoin sẽ kiểm tra lại mức kháng cự 3 năm này. Điều này có thể khiến ban tổ chức giảm xuống mức 46.000 đô la Mỹ để thực hiện việc kiểm tra lại, tức là giảm 19% trong tháng này. Đó là tất cả dự báo cho tuần này. Chúc quý vị một tuần đầu tư hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.